Hello, Nhã xin mến chào cô chú bác. Nay Nhã tiếp tục đi vào sân bay Tân Sơn Nhất để ghi hình cho cô chú bác xem khung cảnh Việt Kiều, Mỹ cũng như là khắp nơi về Việt Nam ăn Tết năm 2023 ạ. Thì ngày hôm nay cô chú bác nó cũng là mé 28 âm lịch rồi, còn vài bữa nữa thôi là chính thức ha, Tết Nguyên Đán. Nhã có nghe nói cô chú bác chia sẻ là bây giờ vé máy bay cô chú bác mà từ Mỹ về Việt Nam nó mắc lắm, có khi mua là phải 2.200 đô la cho vé 2 chiều ha. Đó. Và cũng có người cô chú bác mua cái giá nó mắc hơn, nhất là ngay cái lúc Tết này nè, những cái hãng Korean Air rất là tốt luôn, nhiều cô chú bác thích đó. Thì bây giờ có hãng nó báo là khoảng 3.000 đô cô chú bác, 3.000 đô cho vé 2 chiều là rất là mắc so với bình thường ha. Nhiều cô chú bác chia sẻ đi về Việt Nam thì cũng gói ghém chừng cỡ 6.000 hoặc là 7.000 tổng chi phí thôi đó, nhưng mà bây giờ vé máy bay nó lên tới 3.000 đó, thì cô chú bác còn có 3-4.000 để xài ở Việt Nam. Mà cái dịp Tết á, là phải mua quà cáp đó, mua quà cáp cũng cỡ gần 1.000 đô ở bên Mỹ rồi đó, và về còn phải lì xì cho anh chị em này nọ nữa, thì nhiều lúc là 1.000 đô còn lại cũng không đủ, nên rất là thương đó, và đồng cảm với cô chú anh chị Việt Kiều ha. Sau mấy năm MV không có về Việt Nam được, đợt này là ai cũng tranh thủ để về Việt Nam ăn Tết. Nhưng mà năm nay cô chú bác thì kinh tế nó xuống ha, kinh tế toàn thế giới ở đâu cũng xuống hết, nên cái việc kiếm tiền nó càng khó khăn hơn nữa. Rồi năm nay ở Việt Nam ăn Tết của cô chú bác nó cũng nhỏ nhỏ chứ nó không có lớn như mỗi năm ha, tại vì công ty cho công nhân nghỉ việc cũng nhiều của chú bác. Cuối năm đơn hàng xuất khẩu giày quần áo này nọ đi Mỹ đi thế giới thì nó ít lại, nhu cầu ít lại, nên công nhân bị nghỉ việc đi chạy xe ôm công nghệ của chú bác cũng nhiều nữa. Đó, rất là thương luôn. Thì nhã năm mới ha, nhã chúc cô chú bác Việt Kiều ở khắp nơi trên thế giới nhiều sức khỏe nè, và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Mấy ngày xuân, mấy ngày Tết nếu mà cô chú bác không về được thì cũng có cái không khí ha, gia đình ở quanh cái tiểu bang mà cô chú bác sống. Rồi bây giờ nhã mời cô chú bác cùng quay trở lại xem cái không khí sân bay Tân Nhất vào Tết ha, thì nó như thế nào, ra làm sao nha. Khung cảnh Việt Kiều về quê ăn Tết nè cô chú bác. Đó, thì theo nhỏ quan sát á, ngày hôm nay là 28 âm lịch ha, thì từng cái thời điểm, có thời điểm á, là cái người rước nó hơi vắng vắng, có thời điểm mà rất là đông luôn cô chú bác. Nó tùy cái thời điểm trong ngày. Đó, cô chú bác nhìn xem nè, nó rất là đông, những cái chuyến bay của hãng Korean Air của Hàn Quốc, nó rồi Japan Airlines, đó, rồi Eva này nọ cô chú bác, đó, có người vợ con ha, lỉnh kỉnh quần áo, có người thì ít đồ hơn cô chú bác, đó, cái hãng Korean Air họ cho tới 2 cái kiện hành lý, mỗi kiện là 22-23 kg luôn cô chú bác, đó, nên là rất thoải mái ha, tiếp viên, đó. Cô chú bác thấy không? Có người đi rất là gọn luôn. Rồi, bác này nè cô chú bác, chắc cũng đợi mấy năm MV mới về được nè. Đi xe lăn luôn ha. Đó, cô chú bác không? Nhìn rất là thương luôn. Đó. Người trẻ cô chú bác thì có thể là 2-3 năm về một lần cũng được, hay là 5 năm, 10 năm. Còn người già cô chú bác, sức khỏe của họ không cho phép ha, nên là họ phải tranh thủ về. Mà mấy năm nay kinh tế xuống nữa, tiền cũng ít,
đó, rồi vé máy bay thì lại tăng hơn đó, cô chú bác xem nè, khách lũ lượt ra luôn nè đó, cô chú bác thấy không, quá vui ha, không khí ở phi trường Tân Sơn Nhất năm xưa ngày nay là sân bay Tân Sơn Nhất đó cô chú bác đó, có sư thầy nữa nè, cũng đi nước ngoài về ha đó, rồi xen lẫn những cái chuyến bay đó, của hãng Foreign Air nữa cô chú bác đó, rồi đây là những cái khách sạn người ta có nhân viên đó, ra rước cô chú bác, khách sạn 5 sao cao cấp ha đó. Đó, cô chú bác thấy không, khung cảnh của phi trường Tân Nhất năm nay cũng không được đông như mỗi năm như cô chú bác, nó tùy từng thời điểm thôi, có thời điểm rất là đông đúc luôn đó. Đây là cảnh nhớ đi vào ban ngày ha đó, tiếp theo khách này cô chú bác đó, những cái thùng giấy rất là dễ thương đó, thùng giấy thì cô chú bác Việt Kiều có chia sẻ ha, sở dĩ mà bỏ vô thùng giấy để đem những hành lý quần áo, dầu gió, sô cô la các kiểu luôn của chú bác, có gia đình thương nhà thì cũng đem nho như Mỹ ha, rồi thịt bò ở bên Mỹ đem về chia sẻ cho người thân, cho người thân ăn cho biết thịt bò Mỹ nó ngon như thế nào, ra làm sao của chú bác, tình thương mến thương mà dẫu biết rằng ở Việt Nam bây giờ ha cũng có nhiều siêu thị mọc ra thì cũng có bán nhiều, nhưng mà nó không có chuẩn cái vị của nước Mỹ cô chú bác à, nên cũng thương người thân ha. Rồi tiếp theo cô chú bác, nhiều cái thùng giấy khác, Việt Kiều về quê ăn Tết ha à, nhà của anh này đem hai cái thùng giấy rồi mấy cái vali luôn cô chú bác, kẹt cái là anh này đi xe lăn đó, đi cùng cái người nhà phía sau ha, đó cô chú bác thấy không. Rồi nhớ xin cảm ơn cô chú bác nhiều nha, mời cô chú bác xem tiếp nha. Thank you.
Cảm ơn các chú rất nhiều nha.